Cô Hinda Bassi đã đứng bếp nấu ăn liên tục trong suốt 100 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ tại Nigeria để lập kỷ lục Guinness Thế giới về thời gian nấu ăn lâu nhất từ trước đến nay của một cá nhân. Hinda Bassi là một đầu bếp ở thành phố Lagos. Cô đã làm say đắm cả nước với tài nấu ăn marathon của mình, bắt đầu từ hôm 11 tháng 5 và kết thúc vào tối ngày 15 tháng 5. Thành tựu thì vui vẻ, còn không đạt được thì buồn rầu. Cho nên dĩ nhiên tôi đã chọn con đường để đạt được thành tựu này. Vì vậy tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tôi rất hạnh phúc và tôi rất tự hào. Kỷ lục trước đó được nắm giữ bởi đầu bếp Ấn Độ Lata Tandon, người đã cán mốc 87 giờ 45 phút vào năm 2019. Bassi đã nấu hơn 110 bữa ăn trong cuộc thi nấu ăn và tất cả đều phục vụ miễn phí cho những người đến cổ vũ. Phải mất nhiều tháng rèn luyện về thể chất và kiểm tra y tế định kỳ trước khi cô được chứng nhận đủ sức khỏe để hoàn thành kỷ lục này. Không có người phụ nữ nào mỗi một ngày đứng lên mà tuyên bố tôi muốn nấu ăn trong 100 tiếng đồng hồ, thậm chí 50 giờ cũng là một trải nghiệm tuyệt vời. Vì vậy, đây là một câu chuyện thú vị và tôi rất tự hào về cô ấy. Tôi không biết phải dùng lời lẽ nào để diễn tả nữa. Tôi chỉ biết rằng tôi cần phải làm một điều gì đó về cơ bản là khác thường để đưa mình lên bản đồ, đưa Nigeria lên bản đồ, đưa những phụ nữ trẻ châu Phi lên bản đồ. Và bạn cũng biết đấy, điều này gần như tạo tiền lệ cho thế hệ sau tôi. Kỷ lục Guinness Thế giới thừa nhận nỗ lực của cô, nhưng cho biết họ sẽ phải xem xét tất cả các bằng chứng trước khi có thể chính thức công bố chiến thắng.